Trời ơi, giờ này nó còn ngủ hay sao? Hảo Trương, Hảo học sinh. Rồi. Bạn gì ha? Bạn Ngân. À, bạn Châu, nhìn đây, mặt trời mọc đằng đông là thì gì? Đơn mặt trời là chủ ngữ số ít thì động từ phải thêm s, es vào. Con phải câu này nghe chưa? Câu số 2, cô ấy nói với tôi, các bạn nhớ thì những cái từ told me này thì đằng sau sẽ là một to infinity cho cô. To infinity này, cho nên đây con khoanh vào câu A, to give. Rồi, chúng ta phải tới đó. Giữa 7 giờ 30 và 9 giờ con thấy cái từ and không? Nếu nó có từ and ở đây thì con phải xài cái gì? Con phải xài between and nghe chưa Châu? Rồi, anh ta thích đằng sau từ like là động từ thêm in nhá. Cho nên con chọn động từ thêm in. Điền vô. Đâu động từ thêm in đâu? Listening à. Ok chưa? Rồi câu tiếp theo, nam 16 tuổi, anh ta không đủ tuổi, anh ta không đủ tuổi để lái ô tô. Cái câu trúc enough đâu? Cái gì enough? À, tính từ trước enough sau. À, sẽ là tính từ cộng với enough. Công thức của chúng ta đó, con chọn cho cô đi. Là câu nào? Tính từ cộng enough là câu nào? Ừ, bạn kia, oh enough nè, câu D nghe chưa? Rồi suy nghĩ tiếp cái coi nào. Nhanh đi. Châu. Tiếp tục nè Châu. Lan đẹp hơn chị gái nào? Châu ơi. Nhìn đây so sánh hơn này. Beautiful này là tính từ dài thì có phải xài more nhớ chưa? Khoanh vào. Năm ngoái là dấu hiệu của thì quá khứ đơn cho nên ở đây con xài động từ cột 2 là live the. Khoanh vào đi con. Câu số 3. Nhắn lên. Câu tiếp theo. Đến đâu rồi nhanh lên con. Câu
Rồi chương câu 1 chọn. Ừ. Rồi mày có đã làm đi, cô làm rồi đó. Sang câu số 8. Are you free gì? Thứ là xài gì con? Sunday morning là xài gì? Thứ xài gì hai đứa? On. On đúng rồi, tiếp theo. Dễ mà, nhanh lên. Lấy chim giờ sớm đi cô. Làm đề đi đã. Được chưa? Tiếp tục chưa? Rồi. Gì tiếp? Câu 9. Tương lai gần. Be going to cộng đồng nguyên mẫu đó. Mà đây chủ ngữ là you thì phải xài gì? Chủ ngữ là you thì xài gì? À đúng rồi. Tiếp theo. Bố của tôi sao? À con gạch chân cái từ xin 2001 là thì gì đó. Hiện tại hoàn thành nhé. Hiện tại hoàn thành thì bây giờ khoan vào đâu? À hết. Quốc hiện tại hoàn thành have và hết động từ cột 3 con. Rồi ok, sang bài này chia động từ trong ngoặc. À rồi mấy đứa, hai đứa suy nghĩ đi. Happy ly chưa? Imaginary tính từ. Imaginary. Rồi, symbol line, li, ze, ok. Magical, đúng rồi. Frightening. Đa di chất sợ hãi, fright. Tunning. Đấy, frightening, sợ hãi. Rồi, có bài này. Có từ mới nào không? Coi nào, ừ, bài hoa ban để là bếp. Bắn dạ. Rồi khi mà năm học 2009-2010 hoàn thành, lớp của chúng ta sẽ đi thăm Hồ Ba Bể. Nào đây thì tương lai nhá. E going to, go to hoặc là kế hoạch rồi con xài hiện tại tiếp diễn đi. E going thôi. E going to visit Ba Bể Lake. Rồi câu số 2, con gạch chân cái từ xin 2000, đây là xin 2000 này. Nó là thì hiện tại hoàn thành, dấu hiệu xin cộng khoảng thời gian là hiện tại hoàn thành. Cho nên ở đây con sẽ xài have or had động từ cột 3, Mary thì xài has. Và động từ cột 3 của liver là liver the. Ok, chép vào. Câu số 3, cái ông Graham Bell này được sinh ra ở Edinburgh. Cái ông này, các hành động được sinh ra là trong quá khứ rồi. Con xài quá khứ đơn đây, động từ to be chia quá khứ là was hoặc were thôi. Và ông này là chủ ngữ số ít, chúng ta xài word nè. Câu số 4, every day là dấu hiệu của thì hiện tại đơn. À, dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Mẹ à, mẹ là chủ ngữ số ít thì cái động từ của chúng ta phải thêm SS vào, cái was của chúng ta thêm S vào, đó là was it. Câu số 5, bạn sẽ làm gì vào tối nay? Con chú ý ở đây là cái thì gì? Thì tương lai gần. À, một kế hoạch trong tương lai. Thì cái vế đằng sau các bạn cũng xài hiện tại tiếp diễn, diễn tả kế hoạch trong tương lai, đó là I am doing. Có hiểu không chương? Rồi ok. Rồi xuống bài dưới nè. Nam học lớp 8A. Anh ấy đã nhận được báo sổ liên lạc cho năm học vừa rồi. Report card là sổ liên lạc nè. Anh ấy không có giỏi môn ngữ văn và môn toán. Not good nha. Not good là không có giỏi ngữ văn và toán nha. Học dốt hai môn này nha. Học yếu nha. Rồi. Sorry. God mà nhìn thành not tức là anh ta giỏi. Sorry, he got good grade, anh ta đạt điểm cao với cái môn ngữ văn và môn toán. Nhưng mà môn tiếng Anh thì poor là tệ, điểm thấp. Rồi, giáo viên tiếng Anh của anh ta nói, Nam, you must work harder on your English. Con Nam, em cần phải học hành chăm chỉ hơn với môn tiếng Anh. He will try his best, anh ta sẽ cố gắng hết sức để học tốt kỳ tới. Học đã hỏng rồi, không thể nào mà tốt được đâu. Phép đấy, chịu rồi, đầu hàng rồi. Còn lười nữa thì đầu hàng nữa. Anh ta thích học
anh ta thích học và anh ta cái gì? He love studying cái gì đây? Và anh ta thích thể thao nữa. Anh ta thích chơi thể thao rất nhiều. Mùa hè này anh ta sẽ đăng ký vào những hoạt động mùa hè ở quê nhà của anh ta. Họ sẽ trồng cây, clean the streets và tham gia cái chương trình thể thao của thành phố. Rồi bây giờ con trả lời các câu hỏi. What subject Nam đưa Nam Nick to improve? Nam cần phải cải thiện cái gì? Môn gì? Vậy con ghi sao? He. He là chủ ngữ trong câu. Nick thêm sờ về chủ ngữ số ít. To improve. Improve môn tiếng Anh là gì? Improve đâu? Chỗ nào đâu? English. Vậy thôi. Rồi, câu số 2, did đứng đầu câu, tức là câu hỏi yes no, con sẽ trả lời yes hoặc no thôi. Did he good at literature and math? Anh ta học giỏi môn ngữ văn và môn toán phải không? Phải không? Phải, trả lời gì? Yes gì? Yes he did. Yes he did. What sport does he like? Anh ta thích môn thể thao nào? Tìm chỗ nào, môn thể thao nào anh ta thích đâu? Soccer nè. Ok. He like playing soccer. Playing soccer. Câu số 4. Has he received his report card? Anh ta đã nhận được cái phiếu liên lạc phải không? Anh ta vừa mới nhận được phiếu liên lạc đúng không? Đúng rồi. Trả lời sao? Yes gì? Yes gì? Yes he has. Chép vào bạn Châu không kịp bây giờ. What will he do this summer? Mùa hè này anh ta sẽ làm gì? Mùa hè này anh ta sẽ làm gì? À, mùa hè này anh ta sẽ đăng ký cho hoạt động mùa hè ở thị trấn của anh ta, ở quê của anh ta. Chép như thế này nhá. He is enrolling for the summer activity in his hometown. Chép vào. Chép vào xuống bài dưới. Chép ngay xuống bài dưới đi. Chép ngay đi, có chép không còn ngủ. Spring is a time when there are many festivals in our country. Among them, Hoa Ban Festival is the most beautiful and interesting and it takes place in Lai Châu. It is typical for the day. Cultural life of Thai people. It's the second lunar month of the year. Khi mà trời trở nên ấm hơn. Thời tiết như thế nào đó không sẽ phải. Mùa xuân là thời gian mà khi có rất nhiều lễ hội trong đất nước của chúng ta, trong số đó lễ hội Hoa Ban là lễ hội mà như nào đẹp nhất cũng kiểu nhất diễn ra ở Lai Châu. Nó là một loại gì? Sống văn hóa. Đôi lên mê lăng căng. Tiền mà đi. Mọi người đã không đủ tiền rồi đâu. À, đủ nhỉ. Especially đúng không câu ạ?
làm cái gì? Mùa màng bội thu. Cầu nguyện đâu? Cầu nguyện đâu? Rồi sai nhá một hứa. Rồi cô bé Lọ Lem, chị gái của cô bé Lọ Lem với em gái đi đâu vào một đêm? Đi đâu? Rồi đi tới lâu đài. Đâu đâu đâu? Cái gì mà cháy băng trời? Chỗ nào vậy? Đi dạo hội với con ở lâu đài cung điện. Thì cô bé Lọ Lem như thế nào khi mà cô ta rời nhà hả? Cô ta cảm thấy rất buồn hả? She was left. Khi cô ta bị bỏ lại một mình ở nhà đó, cô ta rất buồn. Sẽ she fell in là sao? Cái thì gì đây thì quá khứ mà. She felt. Đâu? Không, con phải ghi là cái này nó không có chủ ngữ trong câu à, cho nên là người ta ghi là feeling. Ở đây con phải ghi là she felt. F-L-T đó cô. F-L-T. Vậy là she was very sad nhá. Was nhá. Rồi. Ai xuất hiện và giúp đỡ. Rồi, tiếp theo. Cô bé Lọ Lem nó làm cái gì ở lễ ở dạ hội? Nhảy nhót với hoàng tử nhá. Tìm đi biết đi. Rồi bạn có thích câu chuyện này không? Tại sao? Rồi tao đi. Rồi. Hãy viết lại câu. Viết lại câu theo theo chỉ dẫn ở bên dưới. Mr. Brown nói với An, làm ơn đưa cho tôi một ít đồ ăn. Vậy đây là câu tường thuật hai đứa viết này. Viết này. Mr. Brown asked An, yêu cầu An to give him some food. Viết nào. Mr. Brown asked An to give him some food. Ông Brown yêu cầu An đưa cho ông ấy một ít đồ ăn. Đây là câu tường thuật thì nhớ con phải xài một to infinity ở khúc này cho cô này. Hai đứa đi thi nhớ này, chắc chắn có câu tường thuật nha. Bởi vì nó chuyên tiền của cái đợt này mà. Bạn kia ông chép bài đi. Trẻ em không chơi trò chơi này bởi vì chúng cũ rồi. Vậy trẻ em gì? Trẻ em sao? À, bởi vì chúng chưa lớn. Sorry, tự nhiên chúng cũ, trò chơi cũ, cô đang dịch nhầm đây. Trẻ em không chơi trò chơi này bởi vì chúng không có lớn nữa, chưa đủ lớn, chắc là 18 cộng rồi. Biết trò chơi mấy cái game 18 cộng không? Bạo lực quá hoặc là mấy cái game vơ va vơ vẩn là trẻ em không được chơi. Vậy là trẻ em ấy chưa đủ tuổi để chơi game này, con biết đi. Đọc cô cái trước. Ừ, A gì? Chưa đủ tuổi là An, old enough. An em chưa 18. An old enough. Gì nữa? Chu gì? Đúng rồi, chu play this game. Rồi, câu tiếp theo. Cuộc sống ở thành phố không có rẻ như cuộc sống ở miền quê nào? Vậy cuộc sống ở miền quê như thế nào? Ở thành phố thì không rẻ bằng ở miền quê như thế nào? Rẻ hơn nhá. Y gì? Rẻ hơn là gì? Y cheaper. Đan gì? Đan viết lại the life in the city. Rồi, cô ấy học hành chăm chỉ. Vậy cô ấy là một học sinh chăm chỉ nói sao? Chương. Cô ấy học hành chăm chỉ, bây giờ viết thành cô ấy là một học sinh chăm chỉ. Viết sao nhỉ? She is a hard working student. She is a hard student. Hoặc thêm từ working được, mà không có từ này cũng được, không sao hết nha. Từ này có thể có hoặc không cũng được. Rồi, she is a hard student. Đơn giản như vậy thôi. Câu bên dưới bạn có muốn để lại lời nhắn không? Nó sẽ bằng với good you gì? Bạn có muốn hay không là good you gì? Đoán coi chương. Good you gì con nhỉ? Would you like? Đằng sau đó sẽ là một to infinity, là to leave a message. Xong, chép bài vô. Hết bài, chuyển sang cái bài nghe.